Kính thưa quý vị và các bạn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn nhấn mạnh vai trò của văn hóa trong sự phát triển của đất nước. Với tình yêu lớn dành cho nền văn hóa dân tộc, Tổng Bí thư hết sức quan tâm đến công tác xây dựng văn hóa trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng phát triển đất nước. Những chỉ đạo quan trọng mang tính định hướng của Tổng Bí thư tại Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021 đã tiếp tục thắp lên ngọn đuốc soi đường, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của văn hóa. Văn hóa là hồn cốt của dân tộc, nói lên bản sắc của dân tộc. Những chuyến thăm và làm việc tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh Vĩnh Long nói riêng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành thời gian gặp gỡ văn nghệ sĩ, cán bộ ngành văn hóa. Những lời căn dặn chân thành, tâm huyết của Tổng Bí thư trở thành những bài học lớn, là động lực giúp đội ngũ cán bộ ngành văn hóa ở địa phương quyết tâm hơn trong công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Ngày 25 tháng 11 năm 2012, chúng tôi được đón tiếp và phục vụ đoàn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm khu lưu niệm Bác Phạm Hùng, khu lưu niệm Bác Võ Văn Kiệt. Tổng Bí thư đã trồng cây lưu niệm, ghi sổ cảm tưởng và ân cần hỏi thăm những cán bộ nhân viên, những người trực tiếp phục vụ tại các khu lưu niệm và dặn dò chúng tôi phục vụ khách tham quan chu đáo và giữ gìn phát huy các cái khu lưu niệm để làm sao tình cảm, bài học, các cái tấm gương của cách mạng tiền bối mãi mãi sống với quốc gia dân tộc và là điểm đến cho khách tham quan trong nước và quốc tế. Chúng tôi là những người làm văn hóa rất là xúc động và luôn nhớ những lời dạy rất là giản dị, chân thành, rất gần gũi, và chúng tôi sẽ nhớ mãi trong cái quá trình công tác, học tập, phấn đấu của chúng tôi. Là một nhà văn hóa lớn, một tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn để lại ấn tượng sâu sắc về một nhân cách văn hóa cao đẹp. Những điều đó được thể hiện một cách giản dị, nho nhã, khiêm nhường trong từng lời nói, từng cử chỉ, trong đạo đức và lối sống nêu gương hàng ngày. Các cái địa phương mà Tổng Bí thư đến thì đều dành cho cái anh em văn nghệ sĩ những cái tình cảm rất đặc biệt, và xem anh em văn nghệ sĩ là những người có cái vai trò, cái sứ mệnh rất lớn, đặc biệt là trong cái hội nghị văn hóa toàn quốc, thì cái phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư có thể nói để lại một cái ấn tượng rất sâu sắc. Những bài viết, bài phát biểu, bài nói chuyện của Tổng Bí thư trong cuốn sách Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, là kim chỉ nam định hướng con đường vận động và phát triển của nền văn hóa Việt Nam. Cái hơi thở cuộc sống nằm trong cuốn sách, cái sự trăn trở của một đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng. Nhưng với sự trăn trở này thì trăn trở ngay từ khi còn là tuổi trẻ, thì cái này làm cho tuổi trẻ có thể nói là xúc động, làm cho tuổi trẻ có thể nói như là một tấm gương để cùng nhau trăn trở, cùng nhau suy nghĩ. Và văn hóa là sự nghiệp của toàn Đảng, sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, mọi người phải cùng làm, chứ không phải mấy người làm văn hóa. Có thể nói, chưa bao giờ văn hóa có được nhiều thành tựu như hiện nay. Toàn ngành đã nhận được sự quan tâm sâu sát, chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt là những chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một nhà văn hóa lớn, một tấm gương mẫu mực về thực hành văn hóa, một nhà lãnh đạo hết lòng vì sự phát triển của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.